Hello, xin chào mọi người. Em chào chị ạ, chị có thể cho em biết tên của mình này và mình đến từ đâu được không ạ? Xin chào mọi người, mình tên là Hồng Anh, mình đến từ Bắc Giang. Chị Hồng Anh ơi, không biết là từ Bắc Giang xa xôi như vậy thì lý do gì mà chị lại lựa chọn DK để mình sử dụng dịch vụ lông mày hả chị? Mình thấy theo dõi fanpage DK, mình tìm hiểu thêm. Mình thấy rất là nhiều người làm đây, lông mày rất là đẹp. Dạ. Mình đã tin tưởng ở đến đây làm lông mày. Dạ vâng ạ. Và bây giờ em xin phép là sẽ quay cận cảnh lông mày của mình cho các bạn quan sát nhé. Và như mình có chia sẻ đầu live stream đấy, là rất nhiều chị em lo lắng là làm lông mày xong là có sợ bị chảy máu không, có bị sưng nề không và có đau không, thì chị có thể giúp em mình chia sẻ cái quá trình mình làm lông mày tại DK như nào có được không ạ? Là các chị em lo lắng thế, là nhưng mà khi mà làm thì nó rất là nhẹ nhàng thôi, làm thì diễn ra cũng rất là nhanh. Em thấy là làm xong là mai có thể đi làm bình thường. Dạ vâng ạ. Nó cũng bình thường, không có gì hết. Mình thấy chỉ là nhiều sợi lông mày lên thôi đúng không ạ? Và như mọi người nhìn thấy đấy, là hiện tại là chuyên gia bên mình sử dụng công nghệ hair chalk để làm lông mày cho chị ấy nhá. Công nghệ này là chuyên gia sẽ đi sợi bằng máy này, sợi rất là tự nhiên và rất là mảnh nhé mọi người nhá, theo đúng chiều hướng lông mày của khách mọc này, nên là trông nó rất là thuôn này. Và ngoài ra thì có rất nhiều chị em lo sợ rằng là ồ, làm lông mày thì sợ có giữ không, có ảnh hưởng đến phong thủy không, nhưng mà đấy, như mọi người nhìn thấy đấy, rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên. Qua live stream này thì mình có cái điều gì muốn nhắn nhủ tới những cái bạn mà đang có nhu cầu đi làm lông mày này, hay là sử dụng những cái dịch vụ phun xăm mà chưa biết lựa chọn cơ sở nào không ạ? Nếu mà chị em nào đang phân vân khi mà tìm địa chỉ nào đáng tin cậy để làm cặp lông mày ấy, thì em đến DK vì ở đây rất là mình thấy rất là chuyên nghiệp. Chị chủ đây làm rất là đẹp.